Vâng, cửa hàng máy cắt cỏ Nhật Bái Chính Hường xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên một lô máy cắt cỏ gồm 16 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Và đặc biệt là hôm nay em lên một lô máy là gồm có cả hàng ba lô đeo lưng này. Hôm nay em sẽ tặng cho bác nào chốt sản phẩm đầu tiên của lô hôm nay, chốt sớm nhất thì em sẽ tặng cho các bác một chiếc mũ bảo hộ. Mũ bảo hộ này thì nó khác thường với những cái bảo hộ ngày thường. Đây, đấy, con này là máy hàng của Thụy Điển này, đấy, có biểu tượng của Hu đây nhá. Đấy. Và ở đây nó có hai cái để bịt tai các bác luôn. Đây, cái bịt tai này thì khi các bác mà bịt như thế này vào thì không nghe thấy gì nữa đâu. Đấy, kể cả như bây giờ em bịt vào thì em khác nói thì khác nghe thấy được, còn người ngoài nói thì em không nghe thấy nữa đâu. Đấy, rồi nhá. Đấy, bác nào mà chốt đầu tiên thì em sẽ tặng cho các bác cái mũ này. Đấy, đây, cái mũ này thì hạ xuống như thế này. Đấy, và dâng lên là như thế này. Đấy, còn cái tấm chắn bảo hộ này, đấy. Đó. Và dương lên thì nó như thế này. Đấy. Rồi, ok. Vâng, em mời cả nhà theo đi cùng em. Rồi, đây hôm nay em lên gồm có hai cây hàng ba lô đeo lưng này. Đấy, một cây là hàng Kyodit, một cây này là con Tanaka, con này là 36cc nhé. À, 33cc, xin lỗi, nòng 36 ly. Còn con này là con 24cc, nòng 34 ly. Đấy, đây. Và hôm nay em gồm có hàng Marumayama này, rồi hàng Tanaka, hàng Echo Kyodit 253 nhá. Đấy. Và đây là hàng mới này. Đấy, hàng mới, hàng liên doanh. Rồi, không nói dài dòng nữa thì em xin phép được giới thiệu những phụ kiện kèm theo máy nhá. Đầu tiên là có cái trồng ở buji này và lục giác này, một cái dây đeo, một con dao dài này và một cái chắn cỏ. Đấy, và sáu là một cái buji để các bác sơ cua. Đấy, và bác nào mà chốt nhanh nhất thì em sẽ chốt hàng sớm nhất thì em sẽ tặng cho các bác chiếc mũ bảo hộ này. Chiếc mũ bảo hộ này ở ngoài thị trường đang bán là 450.000 nhá. Đây. Cái này thì chỉ có của hãng Hu thì mới có thôi, còn các bác mua ngoài thì rất là hiếm luôn. Đấy, rồi. Đây. Đây, cây đầu tiên lô của em là lô ư này. Đây, cây đầu tiên là cây ư 1, là một con hàng Kyodit, con này là hàng ba lô đeo lưng. Con này là máy đề nhá. Máy đề nhưng hiện tại là cái bộ pin là nó đang bị hết pin rồi. Đấy, bác nào mang về các bác thiết kế được bộ sạc thì các bác sạc nó vào. Đấy. Đây, công tắc nút đề thì ở đây. Đấy. Rồi, tay ga đây nhá. Đây, em test nổ cho các bác xem này. Nòng 34 ly giá là 1.500.000. Rồi, tiếp theo đến cây ư 2 là một con hàng cũng một con hàng ba lô đeo lưng nữa, con này là con Tanaka 33cc. Con này nòng của nó là nòng 36 ly nhá. Đây. Đấy. Tum lớn này. Cần lắp đây. Đây. Con này thì sử dụng tay cầm ở đây nhá. Đây, em test nổ cho các bác xem. Rồi, tiếp thì cây ư 2 này có giá là 2 triệu nhá. Rồi, tiếp theo đến cây ư 3. Thì cây ư 3 này là một con hàng Marujama, con này là con Marusao, công suất 26cc, nòng của nó là nòng 33 ly nhá. Đây, vỏ đẹp, máy sáng. Bình xăng zin, chế zin. Con này tum liền này. Con này thì ở lô hôm qua em đã quay rồi nhá. Đấy. Đây. Cần lắp đẹp, đầu bò nguyên bản.
Thì cây ư 3 này có giá là 1.500.000 nhá. Đây em bao ship toàn quốc và tặng kèm các bác là 6 món đồ nhá. Đây em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây ư 4. Thì cây ư 4 này là một con hàng Iseki. Con này là con hàng Komatsu nhá. Con này là Komatsu 22cc. Nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng. Cái bình xăng này thì em thay mới. Cốt này là cốt trợ lực. Chế zin này tum liền. Cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây ư 4 này có giá là 1.700.000. Em bao ship toàn quốc nhá. Đây em test nổ này. Rồi, tiếp theo đến cây ư 5. Thì cây ư 5 này là một con hàng Hitachi, con này công suất của nó là 23cc. Nòng của nó là nòng 32 ly, đây vỏ đẹp, máy đẹp này. Đấy, bình xăng này em thay mới nhá. Chế zin, chế hai kim chỉnh One Pro. Con này là con tum liền này. Cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây ư 5 này có giá là 1.500.000. Đây em test nổ đây. Tiếp theo đến cây ư 6. Thì cây ư 6 này là một con hàng Kyoris nha. Con này là con Kyoris 253. Tuy nhiên cái con này thì tất cả thì là nguyên bản hết. Nhưng mà cái vỏ của nó thì hơi xấu một chút nha. Bình xăng zin này. Đấy, chế zin. Con này là con tum rời này. Tum rời, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây ư 6 này có giá là 1.600.000 nhá. Đây, em test nổ cho các bác xem. Rồi tiếp theo đến cây ư 7. Thì cây ư 7 này là một con hàng HME. Con này công suất của nó là 26cc, nòng 34 ly. Đây các bác nhìn thấy vỏ rất là đẹp này, máy rất là sáng luôn. Bình xăng zin có bảo vệ bình xăng nhá. Cốt trợ lực, chế zin. Con này là con tum liền này. Cần lắp zin và đầu bò zin. Có chống quấn cỏ, bảo vệ ốc rồi. Thì cây ư 7 này là có giá là 1.500.000. Đây em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây ư 8. Thì cây ư 8 này là một con hàng Tanaka nha. Con này là công suất của nó là 30cc, nòng của nó là nòng 36 ly. Đấy, con này thì ở lô hôm qua em có 2 cây. Thì em cũng đã, các bác cũng đã chốt rồi. Đấy, chốt một cây rồi thì còn một cây hôm nay em quay nốt. Đấy. Công suất của nó là 30cc nhá, nòng 36 ly. Đấy, vỏ đẹp, máy đẹp này. Nhưng con này thì em cũng thay bình xăng rồi. Chế zin, tum liền, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cái ư 8 này có giá là 1.700.000 nha các bác nhá. Đây em test nổ đây. Rồi ok. Rồi, vừa rồi là em giới thiệu 8 cây này là 8 cây máy bay Nhật bãi nha. Còn từ cây thứ 9 này trở đi thì nó là hàng mới tinh, hàng liên doanh nha các bác nhá. Đấy, đây cây ư 9 này là một con hàng Kashiwa. Con này công suất của nó là 26cc, nòng 34 ly. Đây, rất là đẹp luôn. Có bảo vệ bình xăng này, chế sử dụng chế zin 3, cốt trợ lực, tum rời. Đấy, tum rời này, cần lắp của nó là ống cần phi 26 và dày 2 ly nhá. Đầu bò đẹp luôn. Đây, ư 9 giá là 1.800.000.
em bao ship toàn quốc và đi kèm các bác là 6 món đồ. À, những cái mặt hàng mới này thì của nó full phụ kiện luôn, rất là nhiều luôn nhá, không phải chỉ là 6 món đâu. Đấy, đây em test nổ cho các bác xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo, cây ư 10. Thì cây ư 10 này là một con hàng Osaka. Con này là con Osaka 26cc. Nòng của nó là nòng 34 ly. Đây, vỏ cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, thiết kế rất là chắc chắn luôn. Hàng mới tinh, bó bảo vệ bình xăng này. Chế này là chế sử dụng cũng chế Zim 3, hai kim chỉnh, rất là tiết kiệm xăng luôn. Đấy, tum lìa rời này. Cần lắp của nó là cần phi 26, đầu bò đẹp, tay ga bóp. Đây, ư 10, giá là 1.800.000. Đây em test nổ nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây ư 11. Thì cây ư 11 này là một con hàng Oshima, con này là hàng 541. Nòng của nó là nòng 40 ly, công suất 44cc, có bảo vệ bình xăng này. Chế này là chế sử dụng chế của hãng Oshima luôn. Đấy, rất là chắc chắn luôn này. Đấy, nhựa là nhựa PU, rất là dẻo luôn. Tum lìa rời, cần lắp phi 28. Đấy, đầu bò đẹp, tay ga bóp mỏ vịt này. Đấy, thì cây ư 11 này có giá là 3.300.000. Đây em test nổ này. Ok. Rồi tiếp theo đến cây ư 12. Thì cây ư 12 này là một con hàng Osaka, hàng VIP. Hàng nòng con này là con 33cc, nòng 36 ly. Đấy. Thiết kế rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng này. Ngút lọc gió thì hai lớp. Tung rồi, cần lắp phi 28, đầu bò đẹp luôn, cũng sử dụng tay ga bóp. Thì cây ư 12 này có giá là 2.300.000. Đây em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cây ư 13. Thì cây ư 13 này là một con hàng Hukama. Con này là hàng 541, nòng 40 ly, công suất 44cc, cực kỳ khỏe luôn. Con này cũng bảo vệ bình xăng này. Chế Zim 3, hai kim chỉnh, tum rời. Đấy, cần nắp phi 28 và đầu bò cũng rất là đẹp luôn. Đấy, tay ga bóp này. Thì cây ư 13 này có giá là 2.300.000. Em bao ship toàn quốc nhá, đi kèm cho các bác đầy đủ phụ kiện luôn. Và bảo hành những cái hàng mới này, bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Đây em test nổ nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây ư 14. Thì cây ư 14 này là một con hàng Mitsu. Đấy, con này là hàng 541 này. Đấy, nòng 40 ly. Đấy, có bảo vệ bình xăng rất là chắc chắn này. Con này cũng sử dụng chế Zim 3. Đấy, tum rời này. Đây cần lắp, rất là đẹp luôn. Đấy, đầu bò đẹp, tay ga bóp. Thì cây ư 14 này có giá là 2.500.000. Đây em test nổ nha. Rồi, tiếp theo đến cây ư 15, nhưng mà đây là ghi nhầm ư 16, thì các bác cứ gọi là ư 16 cho em đi. Đấy. Thì cây ư 16 này là một con hàng Copper, hàng 541, nòng 40 ly. Đấy, rất là khỏe luôn, có bảo vệ bình xăng này, chế sử dụng chế One Pro của Nhật. Đấy, con này tum lìa, tum rời này. Đấy, cần lắp đẹp và đầu bò đẹp luôn, cũng sử dụng tay ga bóp. Đấy, ư 16 giá là 2.600.000. Đây em test nổ nha. Rồi ok. Rồi
theo đến cây U17 thì cây U17 này là một con hàng Osaka, con này là hàng 541 này, rất là khỏe luôn. Đấy, con này cũng có bảo vệ bình xăng nhé, chế quan vào đồ tum rời này. Đấy, cần lắp rất là đẹp luôn. Và đầu bò cũng rất là đẹp, tay ga bóp. Thì cây U17 này có giá là 2.500.000, em bao ship toàn quốc luôn. Đây em test nổ cho các bác xem này. Rồi ok. Rồi, vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 16 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mua hàng thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại là 0979 561 493 giúp em nhé. Đấy, và đặc biệt là hôm nay mà bác nào mà chốt cây đầu tiên, đấy, chốt con nào sớm nhất thì em sẽ tặng cho các bác chiếc mũ bảo hộ này. Đấy. Và để biết bác nào mà muốn biết bác nào chốt sớm nhất thì các bác chốt xong, bác quay về, các bác comment ở phần bình luận ở bên dưới là các bác ghi là đã chốt con nào nhá, giúp em thì để em sẽ có cái cơ sở để biết là bác nào chốt sớm hoặc là bác nào chốt trước, bác nào chốt sau nhá. Đấy. Để theo dõi vào cái thời gian mà các bác comment ấy thì chuẩn nhất nhá. Rồi thì video của em nay cũng đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video ngày mai.